Tin cập nhật lúc 6 giờ ngày 26 tháng 8 từ Bộ Y tế. Bệnh viện Đà Nẵng mở cửa trở lại sau 30 ngày bị phong tỏa. 8 tháng, hơn 4.000 người tử vong vì tai nạn giao thông. Trung Quốc dọa Mỹ sẽ tự hứng đòn vì tách biệt kinh tế. Mỹ bắt nhà nghiên cứu NASA liên quan đến Trung Quốc. Tập Cận Bình cảnh báo Trung Quốc đối mặt thời kỳ biến động hỗn loạn. Ấn Độ âm thầm loại Huawei khỏi mạng viễn thông. Bão Bavi sắp đổ bộ, Triều Tiên nguy cơ xảy ra rò rỉ phóng xạ. Quý vị khán giả đang theo dõi mục điểm tin sáng ngày 26 tháng 8 của DKN TV. Tiếp sau đây là các bản tin chi tiết. Tin cập nhật lúc 6 giờ sáng ngày 26 tháng 8 từ Bộ Y tế. Bộ Y tế cho biết, sáng nay, ngày 26 tháng 8, không có ca mắc virus viêm phổi Vũ Hán mới nào được ghi nhận. 592 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 15 bệnh nhân tiền lượng rất nặng và nguy cơ tử vong cao. Vào lúc 16 giờ ngày 25 tháng 8, Bệnh viện Đà Nẵng kết thúc cách ly y tế, mở cửa trở lại và chuẩn bị khai triển việc khám, chữa bệnh bình thường sau 30 ngày bị phong tỏa. Theo truyền thông địa phương, sau khi mở cửa hoạt động, bệnh viện sẽ phân chia theo 4 giai đoạn khác nhau, trong đó tập trung ưu tiên tiếp nhận các bệnh nhân cấp cứu từ các tuyến khác chuyển đến hoặc những bệnh nhân có can thiệp phẫu thuật mà các cơ sở y tế khác không làm được. Tiếp theo, bệnh viện dần dần mở các bàn khám chuyên khoa, sau đó bệnh viện sẽ tiếp nhận nội trú và thực hiện các ca mổ phiên, mổ chương trình. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia hôm 25 tháng 8 công bố thống kê cho thấy 8 tháng năm 2020, tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến ngày 14 tháng 8 năm 2020, toàn quốc xảy ra 9.170 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.342 người, bị thương 6.727 người. So với 8 tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 2.161 vụ, giảm 19,07%, số người chết giảm 754 người, giảm 14,8%, số người bị thương giảm 1.860 người, giảm 21,66%. Trong số đó, đường bộ xảy ra 5.153 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.244 người, bị thương 2.730 người. Đường sắt xảy ra 66 vụ, làm chết 53 người, bị thương 15 người. Đường thủy xảy ra 5 vụ, làm chết 3 người, bị thương 1 người. Và hàng hải xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương. Ngày 25 tháng 8, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ đánh bom vừa xảy ra tại thị trấn Jolo, tỉnh Solu, Philippines, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ đánh bom khủng bố tại thị trấn Jolo, tỉnh Solu, Philippines ngày 24 tháng 8, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ Philippines và gia đình các nạn nhân. Chúng tôi tin rằng những kẻ chủ mưu của vụ tấn công phải bị trừng trị thích đáng. Theo thông báo mới nhất của giới chức quân sự và cảnh sát Philippines, đã có ít nhất 15 người thiệt mạng và 75 người bị thương trong hai vụ nổ làm rung chuyển tỉnh Sulu vào ngày 24 tháng 8. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 24 tháng 8 cho rằng việc Washington nỗ lực tách biệt kinh tế với Bắc Kinh là không khả thi và không hợp lý và kêu gọi châu Âu chống lại bắt nạt đơn phương. SCMP cho hay ông Vương đưa ra nhận xét trên trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Hungary Peter Szijjarto trước khi lên đường thực hiện chuyến thăm kéo dài một tuần tới Ý, Hà Lan, Na Uy, Pháp và Đức. Nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng nỗ lực tách biệt nền kinh tế hai nước của Washington đi ngược lại các quy tắc thị trường cũng như lợi ích của doanh nghiệp, cuối cùng gây tổn hại cho chính Mỹ. Ông nói, cái gọi là lập luận tách rời là không khả thi và không hợp lý, nó là một ngõ cụt không đi đến đâu cả. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm tách khỏi Trung Quốc đều là tách khỏi nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tương lai, ông Vương nhấn mạnh. Phát biểu của Ngoại trưởng Trung Quốc được đưa ra sau khi hôm 23 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với Fox News tuyên bố nền kinh tế Mỹ có thể tách khỏi Trung Quốc. Ông Trump cảnh báo, chúng tôi không cần phải làm ăn với Trung Quốc, nếu họ đối xử không đúng với chúng tôi thì tôi sẽ làm điều đó. Bộ Tư pháp Mỹ hôm 24 tháng 8 thông báo bắt nhà nghiên cứu Zheng Dongcheng vì không khai báo tham gia chương trình tuyển dụng nhân tài của chính phủ Trung Quốc khi làm ở NASA.
Theo SCMP, giáo sư Cheng, 53 tuổi, làm việc tại Đại học Texas A&M, đang đối mặt các cáo buộc âm mưu phạm tội, khai báo gian dối và lừa đảo qua mạng lưới thông tin liên lạc. Âm mưu phạm tội và khai báo gian dối có thể khiến ông Cheng đối mặt mức án 5 năm tù cho mỗi tội danh, trong khi tội lừa đảo qua mạng lưới thông tin liên lạc có thể dẫn tới mức án 20 năm tù. Theo đơn kiện, ông Cheng làm việc tại Đại học Texas A&M từ năm 2004 và đã tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu, trong đó có cả dự án ở NASA được chính phủ liên bang tài trợ gần 750.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, khi ông Cheng và cộng sự nộp đơn xin tài trợ, ông không tiết lộ đã tham gia giảng dạy tại một số cơ sở học thuật ở Trung Quốc, vì giáo sư này cũng bị cáo buộc tham gia chương trình tuyển dụng nhân tài của Bắc Kinh. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 24 tháng 8 cảnh báo nền kinh tế nước này đang phải đối mặt thời kỳ biến động hỗn loạn, rủi ro thị trường bên ngoài gia tăng vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán và căng thẳng với Mỹ. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập đưa ra phát biểu trên khi tham gia hội thảo với các cố vấn kinh tế ở thủ đô Bắc Kinh. Ông nói rằng, trong giai đoạn sắp tới, chúng ta phải đối mặt với ngày càng nhiều sóng gió từ môi trường bên ngoài và chúng ta phải chuẩn bị để đối phó với hàng loạt rủi ro và thách thức mới. Ông Tập còn cho biết, thị trường nội địa sẽ chi phối chu kỳ kinh tế quốc gia trong tương lai, nhưng tuyên bố sẽ mở cửa nền kinh tế Trung Quốc hơn nữa. Ấn Độ đang loại bỏ dần thiết bị của Huawei và các công ty Trung Quốc khác khỏi mạng viễn thông của họ trong bối cảnh tranh chấp biên giới leo thang giữa hai nước. Nguồn tin của Financial Times cho biết, New Delhi đã không đưa ra bất kỳ lệnh cấm chính thức nào bằng văn bản đối với các nhà cung cấp thiết bị Trung Quốc như Huawei và ZTE. Và chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi cũng không đưa ra tuyên bố công khai. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo ngành và các quan chức chính phủ cho biết các bộ chủ chốt đã nói rõ rằng các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông địa phương nên tránh sử dụng thiết bị của Trung Quốc trong các khoản đầu tư trong tương lai, bao gồm cả mạng 5G. Rõ ràng là chính phủ sẽ không cho phép thiết bị của Trung Quốc, một giám đốc điều hành cấp cao của ngành viễn thông nói với Financial Times. Người này còn khẳng định hiện đã có sự rõ ràng trò chơi thực sự kết thúc. Riêng trường hợp của Huawei, ông lớn công nghệ Trung Quốc này đang có các hợp đồng quan trọng với những nhà mạng lớn của Ấn Độ như Bharti Airtel, Vodafone và BSNL. Chính quyền Ấn Độ sẽ âm thầm loại bỏ các thiết bị Huawei đã được lắp ráp trước đó liên quan đến mạng 4G và các thế hệ mạng cũ hơn khỏi hệ thống viễn thông nước này thay vì cấm hẳn như Mỹ hoặc Anh. Ấn Độ là thị trường di động lớn thứ hai thế giới với khoảng 850 triệu người dùng đã cho phép Huawei tham gia các thử nghiệm liên quan đến mạng 5G hồi đầu năm nay. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã tấn công nhiều công ty và ngành công nghiệp trên toàn cầu, nhưng các nhà sản xuất mì ăn liền là người hưởng lợi rõ ràng từ các đợt đóng cửa trên toàn quốc. Báo cáo của Nikkei hôm 25 tháng 8 cho biết, Tinh Y Holding, một nhà sản xuất Trung Quốc với thương hiệu mì ăn liền Master Kong, bán chạy nhất đại lục, đây là một năm bội thu, doanh thu nửa đầu năm tăng 8% so với cùng kỳ năm trước lên 32,93 tỷ nhân dân tệ, tức 4,76 tỷ đô la Mỹ, trong khi lợi nhuận ròng tăng 58,4% lên mức kỷ lục 2,38 tỷ nhân dân tệ. Các nhà sản xuất mì lớn của Nhật Bản và Hàn Quốc đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể như Nissin Food Holding của Nhật Bản, chủ sở hữu của thương hiệu Cup Noodle, đã ghi nhận lợi nhuận ròng trong quý từ tháng 4 đến tháng 6 cao hơn gấp đôi lên 12,09 tỷ yên, tức 114,2 triệu đô la Mỹ so với một năm trước đó. Lợi nhuận của đối thủ trong nước Toyo Suisan tăng 76% lên 8,4 tỷ yên trong cùng kỳ. Cả hai công ty đều tăng trưởng doanh số bán hàng trong nước cũng như nước ngoài. Một câu chuyện tương tự đối với Nongshim của Hàn Quốc, công ty chứng kiến doanh thu nửa đầu năm tăng 17,2% so với một năm trước đó lên 1,35 nghìn tỷ won, tương đương 1,13 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc cho đến nay là nước tiêu thụ mì ăn liền lớn nhất thế giới. Nhu cầu ở Trung Quốc bao gồm Hồng Kông đạt 41,45 tỷ khẩu phần vào năm ngoái, gần 40% tổng số toàn cầu theo dữ liệu tính đến tháng 5 từ Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới. Các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được biết đến rộng rãi. Hoa Kỳ đã liệt kê 5 phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc, bao gồm Tân Hoa Xã là cơ quan đại diện nước ngoài vào tháng 6. Nhưng theo Epoch Times, chính phủ Hoa Kỳ đã ít chú ý đến OTT and IPTV. So với TV truyền thống, số lượng người xem Internet TV ngày càng tăng. Tuy nhiên, do chính phủ không thể giám sát nguồn hình ảnh của nó, OTT and IPTV đã trở thành một kênh tuyên truyền đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. OTT là tên viết tắt của Over the Top,
dùng để chỉ việc thiết lập nội dung và dịch vụ trên Internet để người dùng sử dụng. Tóm lại, một chiếc hộp có thể thay thế truyền hình cáp. Có một số nền tảng Internet TV lớn ở Bắc Mỹ, đó là Kylin TV, Grid World Platform, Dragonfly TV, iTalk BB, Charming China. Các nền tảng này đã được triển khai từ năm 2006 và hiện đã khá phổ biến trong cộng đồng người Trung Quốc. Tất cả các nền tảng dịch vụ này đều được trang bị các kênh chính thức của Trung Quốc, bao gồm CCTV và các kênh truyền hình cấp tỉnh lớn và truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng. Các chương trình của hơn 100 đài truyền hình Trung Quốc có trong danh sách. Một số nền tảng cũng đã phát triển ứng dụng di động. Ví dụ, bạn có thể tải xuống phiên bản iPad của ứng dụng Kirin TV, iTalk BB TV và ít nhất 10 ứng dụng trong Apple Store. Cơ sở hạt nhân lớn nhất của Triều Tiên, Yongbyon, đang bị lũ lụt đe dọa. Mưa lớn có thể khiến chất thải phóng xạ do rỉ ra môi trường, làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt địa phương, đe dọa đến sức khỏe người dân. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh bão Bavi trong tuần này sẽ đổ bộ vào Hàn Quốc, Triều Tiên, mang đến những cơn mưa xối xả và gió giật mạnh. Cục khí tượng Hàn Quốc hôm 25 tháng 8 cho biết bão Bavi đang di chuyển đến bán đảo Triều Tiên với tốc độ 12 km/h. Tốc độ gió tối đa vùng tâm bão là 144 km/h và dự kiến sẽ mạnh thêm. Trang tin chuyên về Triều Tiên 30S North cho biết rủi ro lớn nhất đối với các lò phản ứng hạt nhân tại Yongbyon là việc các máy bơm và đường ống bị hư hại. Ông Oh Lee Hae-nonen, người từng đứng đầu nhóm an ninh của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA và từng giữ chức phó tổng giám đốc của IAEA cho biết có những hồ nhân tạo lớn trữ nước thải phóng xạ, nhưng chúng tôi không biết chúng được thiết kế tốt đến đâu, liệu chúng có thể chống chọi với một trận mưa lớn, liệu có khả năng mưa sẽ rơi xuống những hồ nước thải lộ thiên này khiến nước tràn ra ngoài, chất thải phóng xạ do đó sẽ thấm vào môi trường xung quanh, nguồn nước ngầm rồi cuối cùng đổ ra sông hoặc vào nước uống của người dân. Theo ông Oli, nếu điều đó xảy ra thì ảnh hưởng là rất lớn. Alexei Navalny, nhà lãnh đạo đối lập Nga và là nhà phê bình thẳng thắn Tổng thống Putin, đã bị đầu độc. Báo Politico dẫn thông báo từ một bệnh viện ở Berlin đưa tin hôm 24 tháng 8. Bệnh viện Charité cho biết chất cụ thể vẫn chưa được biết đến, nhưng nó được cho là chất ức chế cholinesterase, một nhóm ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, bao gồm các chất độc thần kinh và thuốc trừ sâu. Navalny đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt và vẫn hôn mê, tuyên bố nói thêm, nhưng hiện tại không có nguy hiểm cấp tính nào đến tính mạng của ông ấy. Thư ký báo chí của ông Navalny, Kira Yamish, đã viết trong một tweet rằng việc Navalny bị đầu độc không còn là một giả thuyết mà là một sự thật. Đáp lại, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 25 tháng 8 trả lời báo chí cho biết các bác sĩ Đức hấp tấp khi nhận định lãnh đạo đối lập Alexei Navalny bị đầu độc, dù kết quả phân tích y khoa hai bên giống nhau. Bản tin sáng ngày 26 tháng 8 của DKN TV đến đây là kết thúc. Mong quý vị một ngày mới tốt lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.